Thằng quỷ, tôi tưởng tôi chết rồi. Em cũng chết rồi. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời ơi. Hàng ngày chúng tôi được ngồi đây hành hạ. Hôm nay lấy súng ra bắn tôi. Trời ơi, tôi sợ. Nhục nhã. Tôi không cười, nó giết tôi luôn. Trời ơi trời. Ăn một kế bên vậy? Dạ. À, tôi biết rồi ha. Dạo này có một cái sở thích lạ, lá bay bà già hả? Hả? Chúc mừng bạn đã nhận được 2 triệu. Lại là tôi biết đem tôi ra làm nhục. Nhục sao cự? Nên tôi phòng ngờ trước. Tôi ngồi tôi ghiệp lại tôi này. Vậy mà vẫn không nó sắp sửa. Nó nói tôi lấy Thành à. Chứ chẳng lẽ ngồi kế bên tôi ngồi không? Đúng thiệt, quay qua nó quất luôn. Dạ xin chào chị Việt Hương, anh Trấn Thành và tất cả khán giả ở đây ạ. Hai đứa bận hai cái áo tím đẹp quá à. Hợp lý, có chọn chung không? Em là người thi hả? Dạ hai anh em cùng thi chung với nhau ạ. Cùng thi, em tên gì ạ? Dạ em tên là Trương Bá Mạnh Long ạ. Trương Bá Mạnh Long. Cả bốn từ đều diễn tả một cái sự bứt phá. Dạ. Ha, thế lực. Bên kia. Dạ, em tên là Nguyễn Trường Thiên Lộc ạ. Dữ, hai cái tên thi vô rồi đó. Làm phải vui nghe. Dạ. Phải vui giùm anh, năng nghỉ nghe. Rồi. Dạ. Rồi hai bạn hãy sẵn sàng. 60 giây bắt đầu. Với sự mời quý vị khán giả cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón Alu Gia có hàng trăm năm kinh nghiệm sân khấu. Alu Gia Thiên Long. Rất là lớn. Chúc mừng hai bạn, 2/2 nữa nụ cười. Trời ơi. Thằng quỷ, tôi tưởng tôi chết rồi. Em cũng chết rồi. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời ơi. Hàng ngày chúng tôi được ngồi đây hành hạ. Hôm nay lấy súng ra bắn tôi. Trời ơi, tôi sợ. Nhục nhã. Tôi không cười, nó giết tôi luôn. Trời ơi trời. Ê, cái đội khủng bố. Đi đâu vô đây? Tụi em ăn may. Tại vì tụi chị bị khủng bố rất là nhiều số rồi. Tụi chị rất sợ mọi người đến đây toàn đập rồi la rồi hét vô mặt. Mà em mắng chị đi giống như là cảnh cáo. Nếu không cười là mắng thiệt đây nữa. Giật mình thành cười luôn. Chứ không có gì vui. Và bây giờ hai bạn đã có 2 triệu. Các bạn muốn đi tiếp hay ngừng lại? Mạnh Long và Thiên Lộc sẽ quyết định đi tiếp hay dừng lại. Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Dạ, em quyết định đi tiếp. Thi tiếp, 60 giây, bắt đầu. Vâng, và ảo thuật gia đã biến ra được một cái khăn. Và không biết tiếp theo ảo thuật gia sẽ làm việc gì tiếp theo ạ? Các bạn hãy nhìn về ảo thuật gia. Vâng, vâng. Vâng, một chú chim bồ câu ạ. Vâng, ảo thuật gia đã biến ra rất nhiều chim bồ câu cho cuộc sống, cho xã hội này đẹp hơn. Cuộc sống có rất nhiều chim bồ câu. Và tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo, vâng, là hai chú chim. Vâng, và kính thưa quý vị, ảo thuật gia biến chim bồ câu. Phải có biến mất được không ạ? Ảo thuật gia hãy làm cho Việt Hương và Trấn Thành mỉm cười đi ạ. Thôi miên đi ạ. Thôi miên. Vâng, và bây giờ tôi sẽ làm mất chim bồ câu. Dạ rồi, tôi làm mất chim bồ câu. Rồi, hãy bỏ một con chim vào đây. Chim bồ câu. Rồi, 1, 2, 3. Vâng, vâng. Hết giờ. Tụi em đang làm ảo thuật mà có rất nhiều bạn làm ảo thuật. Xong trong đó không phải là lời nói không. Mà các em làm ra cái động tác hài trong cái ảo thuật. Thì chúng tôi mới cười. Còn đây các bạn ảo thuật đúng ảo thuật. Rồi cái người nói kế bên nói quá trời nói luôn.
thành ra nó bị mất tập trung giữa ảo thuật và cái lời nói. Dạ. Thành ra nói mất không mất không, không thấy mất kem chạy nha, chụp hai kim em thải đi mất, ví dụ vậy. Dạ, có nghĩa dạ. là khi làm không được mình phá hôi thì cái người phá hôi đó là cái người gây ra tình huống hài ha. Dạ, dạ. Tụi em có chuẩn bị ảo thuật dễ thương, anh chàng ở đây lành lặn dễ thương, anh chàng ở đây hoạt bát ha. Dạ. Được kết hợp lại chưa có hài mà mình đi thách thức danh hài cho nên chưa có hợp lý trong chương trình này ha. Dạ, dạ. Bây giờ mình về làm lại. Dạ dạ, cảm ơn chị. Dạ. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm, làm cho tất cả danh hài để lặng ngã nghiêng không ngưng cười. Dạ xin kính chào ban giám khảo, xin chào anh Ngô Kiến Huy. Chào em. Và toàn thể các ban giám khảo. Toàn thể. Đó, lãng lãng sai sai nữa nha, sai vô bài đặt chào cho giữ vô đặt lớp. Rồi thôi. Dạ. Khỏi chào, tên gì? Dạ em tên là Trần Thị Thảo Nguyên. Tên mấy tuổi rồi? Dạ 22 tuổi. Tình trạng hôn nhân? Dạ chưa. Trời ơi, thấy gái đẹp là ra hỏi vậy. Thấy cưng không, tên Thảo Nguyên được rồi. Nhân quá, đưa em lên lên núi liền. Anh thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Đồng bằng anh ơi, chứ không lên núi được. Đồng bằng cái gì cài hết á. Thôi được rồi. Dạ. Làm đi. Rồi Nguyên ơi, em. Dạ. Chuẩn bị dụng cụ gì không? Dạ, hay là không anh. Rồi vòng. Dạ. Một là không dụng cụ phải không? Dạ. 60 giây bắt đầu. Trời ơi, chồng với con đi đâu biền biệt bữa giờ không thấy liên lạc gì trơn, trời không biết đi đâu nữa. Trời ơi anh Thành, trời ơi đi đâu vậy, sao bữa giờ không liên lạc gì cho em? Trời đất ơi, anh nói sao? Anh nói là ở nhà hết sữa rồi, anh lên xì phố anh kiếm sữa về nuôi con mà sao vậy anh? Sao anh lên ngồi đây nói chuyện với anh mà sao mặt anh cứng đơ như tượng vậy hả? Giả bộ không quen biết hả? Trời đất ơi, anh hay quá ha. Anh nói tôi thì sao? Anh nói hồi xưa anh yêu tôi, anh thương tôi này kia kia nọ. Mà bây giờ anh lên đây, anh ngồi đây rung đùi hả? Mắt liêm diêm hả? Trời đất ơi, ai vậy? Ai ngồi kế bên vậy? Dạ. À, tôi biết rồi ha. Dạo này có một cái sở thích lạ, lái bay bà già hả? Hả? Chúc mừng bạn đã được 2 triệu. Lại là tôi biết đem tôi ra làm nhục. Nhục sao cự? Nên tôi phòng ngờ trước. Tôi ngồi tôi ghiệp lại tôi nói. Vậy mà vẫn không nó sắp sửa. Nó nói tôi lấy Thành à, chứ chẳng lẽ ngồi kế bên tôi ngồi không? Đúng thiệt, quay qua nó quất luôn. Tưởng lâu lâu con bé thông minh nó bỏ mình ra, hiểu không? Ai ghè y như cũ cũng bưng hai đứa ra dập tiếp. Nó sắc trời ơi. Em ơi. Em ơi. Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Hồi nãy á em nói sao lâu quá không liên lạc với tôi. Và chim nói trời ơi sao lâu quá không liên lạc với em. Anh sống khôn thác thiên, anh chết lâu rồi sao không báo mộng về với em? Thấy không? Tôi bất ngờ vậy thì ít ra ta còn cười. Chứ dạ. Em cứ đứng em ghẹo anh hoài không được. Nè, lên thi á là phải có chuẩn bị. Chứ không có thể mình lên đây cái mình ghẹo mình phá. Nãy là may mắn á nghe. Anh ca cười là cười cái lại nữa, cứ bị lặp đi lặp lại á, em hiểu không? Dạ. Ừ, mà vô tình thấy kệ. Đúng rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Thảo Nguyên, em đã có 2 triệu. Nếu em tự tin dòng sau em chinh phục được anh Chính Thành và chị Việt Thương một lần nữa, em sẽ lấy giải thưởng là 10 triệu. Nhưng nếu hai ảnh chỉ không cười, em mất trắng 2 triệu. Thi không có hồi hộp mà ông em sử dụng nếu. Nếu như vậy quyết định của em nếu. Là nếu đi hay nếu lại. Tiếp. Thi tiếp. Và 60 giây bắt đầu. Đâu vậy ta? Ở đây vắng què vắng vắt chắc là tới rồi đó. Ôi. Động Hương Thành. Ừ. Tới không? Không. Vợ Linh đã tới. Không, làm mừng lẹ đi. Bọn đã chiến thắng vang rồi. Chúc mừng em đã đạt 10 triệu. Nhờ thỉnh hai ông bà trong động về. Thật không có duyên anh.
trời, thằng có duyên nữa trời. Thỉnh tôi về chứ vậy. Ê, hôm nay vô tới đậm luôn rồi. Từ hồi xưa tới giờ người ta chỉ nghĩ là ở này bàn thờ hay thánh địa hay gì, nghĩ là cái động duyên. Thế nó nghe nè, động là cái gì, là cái đồ quý hiếm ở trong động hay là động động bàn tơ hả? Động bàn tơ cái nào? Dạ tất để dành lát diễn tiếp hay sao? Còn không vậy Nguyên ơi, lấy 10 triệu về hay lấy 20 triệu? Dạ ba. Sau một cú thắp nhang thành công thì em chưa suy nghĩ chưa thắp anh ơi. Hả? Chưa thắp nhá, chưa thắp. Em nghĩ vào trong trái cây quá. Nó còn gì khủng khiếp hay không, hay chỉ dừng lại ở sự linh thiêng của động hương thần? Dừng tại đây. Trời ơi. Dừng cuộc chơi. Đang duyên dáng không chơi nhưng dừng. Cảm ơn em ngày hôm nay đã ghé thăm đồng tụi anh. Ghê quá. Rồi cái này để làm gì? Đây là một chút xíu lòng thành sẽ được trao cho em, xem như một chút xíu mùi hương dân dương. Tối về có nhớ, nhớ ghé vô đồng. Dạ, cảm ơn anh. Chúc mừng em.